Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ có một cái cuộc chơi khá là thú vị đây. Đây là chiếc tàu của Hoàng Thanh, đóng cho anh Phước Trâm ở Phú Quốc. Đây thì chiếc này có chiều ngang là 65, chiều dài là 3m2, có gắn hai động cơ. Còn đằng kia là chiếc tàu kéo của Hoàng Thanh. Còn đây, đây là ở trên là em Thanh, ở đây thì anh Phước. Đó, cái điều khiển này điều khiển được 2 cây số nha các bạn. Đó, thì bây giờ thì chuẩn bị châm xăng vô. À, bây giờ em ấy chuẩn bị cái này là chạy 2 thi nha các bạn, xăng pha nhớt ha. À, bên kia cũng chuẩn bị đối thủ rồi đó, bên này thì em ấy dở ra. Đây thì em ấy từ ở bên Đồng Tháp đóng để giao cho anh Phước ở Phú Quốc. Thì các bạn đã xem qua cái kênh YouTube của mình đó, là cái tàu này anh Phước hiện tại cái tàu này tàu mô hình để anh chơi thôi ha, còn 3 chiếc 01, 02, 03 thì đang hoạt động cái tiếng là Phú Quốc Hà Tiên và Hà Tiên Phú Quốc ngược lại. Thì cái lúc mà mình cái chiếc này mình có quay Hà Thị Cần Thơ thì các bạn đã biết rồi ha, nhưng mà hôm nay thì một cái mô hình nhỏ hơn. Hiện tại thì mình đang ở chỗ này là cái chỗ gì đây, ở Phú Quốc đây không biết luôn. Bây giờ quan tâm về chiếc phà đây, nhìn y như một chiếc thiệt luôn nha các bạn. Đó, chút nó sẽ xuống đây đua một vòng cho mọi người xem này, rất là phê. Chiếc này chở được 2 người ha. Đây là Phước Trâm. Hả? Không ấm được 2 người ha. Nghe làm vậy 3 lít 2 đúng không? Dạ dạ. Đây, em ấy chuẩn bị cái bình này là 3 lít rưỡi. 3 lít rưỡi. Máy 2 thì đúng không? Dạ. Xăng pha nhớt. Đây, ở đây thì chiếc tàu kéo. Máy trình biên phòng rồi. Rồi trình biên phòng. Ở ngay chỗ biên phòng luôn nha các bạn. Đây anh Tuấn. Anh Tuấn là thợ máy ha. À, bây giờ thì em ấy sẽ châm qua đây. Cái bình bên đây thì cỡ bình đây lên không tới đất nữa. Chỗ này mà chơi tàu cái này thì xuống. Chàng không Thanh ơi, anh thấy chàng á Thanh này. Ồ cái chiếc này khủng dữ nha, hồi nó chắc có tiết mục kéo đít nữa quá. Kéo đít rồi kéo không đã đụng luôn các bạn. Rồi 500 anh em đâu khiêng xuống. Đây ở trên thì có rất là đông anh em ha. Hôm nay thì có anh Văn Lan Nguyễn, có anh Tiến Lan Thang, rồi có anh Tuấn. Kiểm tra cho và bông no hết trơn đi. Đây là cái hệ thống điều khiển từ xa. Rồi đây. Kết thúc. Đó, ở dưới là nổ rồi đó. Kỳ số nè. Kỳ số, bắt đầu sẽ chuẩn bị khiêng xuống nha các bạn. Cái này chơi cái này cũng phải đấm đuối lắm nha. Mỗi lần mà chơi cái này thì phải cần tốn nhân sự rất là đông. Cái chiếc này thì theo mình nếu mà khiêng đúng người thì một bên khoảng 3 người, rất là nặng, nặng cả cỡ hơn 80 kg nha, y như một chiếc phà thiệt của anh luôn. Ở trên xe mình còn muốn đồ gột, muốn em bóp được chứ. Lấy em xài ngang, xài ngang á anh. Sao nó nghiêng nhẹ cái được đây. Để gãy là ký. Lấy miếng mút để này. Thì chuẩn bị đưa cái chiếc phà của Phước Trâm xuống dưới nha các bạn. Đó, ở phía sau là 2 người, ở phía trước là 2 người, phía sau 3 đi. Đây. Có chừng nước vô. Chịu lại bớt nghe. Rồi đúng rồi. Rồi quá hoành tráng các bạn. Quá xịn sò. Rồi lên 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 luôn, đúng rồi, quá chắc luôn. Để ba lên Phước ơi. Bơi vô đếm chạy là giữa sông. Chưa cho anh Phước đánh vợ thử dầu. Thua rồi. Mày bị đau. Quan Thanh lấy một chết các bạn. Mấy cái bị bỏ máy rồi.
mình nhớ là phê nha các bạn. Dính cổ rồi. Rồi bây giờ chạy đây kiểm tra đây nha. Rồi dính cổ lắm rồi. Cái gì đó quải trưởng thì giờ dính cỏ nha các bạn, có người ngồi nữa rồi chạy nào đó hôm nay bên luôn nè. Trời ơi dính hai cái bọc trà bá không hả mẹ ơi. Rồi bây giờ thì em ấy sẽ chuẩn bị thử rồi ha. Các bạn quá trời cái này gác rồi. Rồi. Chơi là quải thì các bạn. Rồi dính gác nữa rồi, hai cái bọc luôn. Đây, bây giờ em ấy sẽ đưa chiếc tàu kéo của em ấy đưa xuống nha các bạn. Đó, đấu đem chiếc kia vô. Bây giờ dòng phía kia vô nha các bạn, phía kia đang bị dính cỏ. Đồ. Rồi phía kia cũng dữ dằn ha. Ủi vô, phía kia bị tắt máy hay gì vậy? Tàu kéo đó. Rồi kè vô thấy không? Là cực khổ ha. Bây giờ mình lên bớt 2 chiếc luôn đi. À, bây giờ đang kè vô nha các bạn. Tại vì nó bị cái vấn đề sự cố gì đó cho nên là kè vô. Kè vô rất là khó nha. Không thấy đường ha. Rồi chiếc tàu kéo phải làm việc, phải nói là rất là mệt mỏi. Anh lái không ăn rồi. Lái ăn nó bê các bạn. Quá, nó
chạy dữ lắm rồi, chạy ra kia chắc đầu biển vớt ảnh luôn á. Đó, nhìn soi cái cầu biển khá là bự ra. Đồ quá phê. Trời ơi, thổng bánh đầu luôn kìa. Dữ dằn chưa? Vô dây nữa quá. Wow. Hả? Mệt hả? Mệt. Đuối, cái này em thấy chân quải rồi kìa. Quá dữ. Đô luôn. Đô luôn, đô luôn. Đề ba lên thanh. Đây bây giờ em ấy sẽ chuẩn bị đề ba lên các bạn. Đó. Vô. Chạy rồi. Đâu rồi chiếc tàu kéo của Thanh đâu rồi, tới đây nè. Ông chạy quá sống rồi, chạy hồi chứ em chạy luôn đó. Đó, hai chiếc đó đấu nha các bạn. Cái đó hết gác rồi đó. Đó, sát nhau chơi. Ba chiếc kia chạy gì xì bo vậy? Đô luôn Thanh, đô luôn Thanh, đụng ông Thanh, đụng ông. Sẵn. Sẵn ông đi. Đẩy đẩy cái đít vô cái bô không rồi. Rồi rồi, có khi nào ông trôi luôn không? Rồi chiếc tàu kéo ông Thanh chạy vô rồi. Quá sống rồi, chạy hồi chạy luôn á. Chạy vô đi, chạy lại vô đi. Đây anh đi ra tới ngoài kia ngoài rồi kìa. Quậy vô liền thấy không? Wow. Anh này thì anh chạy phải nói dữ dằn rồi. Đây. Chiếc này chạy cái là người ta không có câu cá, câu mắp gì được hết trơn các bạn. Dính cỏ nữa rồi. Rồi tắt máy luôn. Tắt máy luôn rồi. Quá dữ chiếc tàu này chạy à. Phê. Không, chạy nếu mà điều khiển đúng thì chạy cũng rất là sướng tay nha các bạn.